Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời rét đậm rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8 đến 10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 11 độ C, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13 đến 16 độ C. Khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trên biển ở Vịnh Bắc Bộ ngày 23 tháng 1, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4,5 mét, biển động mạnh. Từ đêm 23 tháng 1, gió giảm dần, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24 tháng 1. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 10 đến 13 độ C. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ C, có nơi dưới 0 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên từ 16 đến 19 độ C, có nơi trên 19 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét hại, vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ C, vùng núi từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 10 đến 13 độ C, vùng núi từ 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc và sáng, đêm có mưa và mưa nhỏ, phía Nam có mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời rét hại, phía Nam trời rét có nơi rét đậm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 9 đến 11 độ C, phía Nam từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 23 độ C, phía Nam từ 25 đến 28 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có nơi có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 18 đến 21 độ C, phía Nam từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 24 độ C, có nơi trên 25 độ C, phía Nam từ 28 đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Nam Bộ có mây ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh sáng sớm, không khí mát mẻ, trời ít mây, ít mưa, có nắng từ sớm và nắng nhiều từ trưa đến chiều. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!